Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và nói một chút về phần những thực phẩm chay mà giả mặn. Nếu mà chúng ta đã ăn thực vật, thuần thực vật là tốt nhất. Không nên còn có cái tâm tham ăn mà ra quán, ra tiệm hoặc mua những cái sản phẩm mà chay mà giả mặn để ăn. Những sản phẩm này là khi người ta chế biến người ta dùng hóa chất rất là nhiều. Trong những sản phẩm mà chay giả mặn này á, thì thành phần á, thì chất tạo hương, chất tạo mùi rất là nhiều nên chúng ta tuyệt đối không nên ăn những sản phẩm này. Những thành phần là nước, như cái sản phẩm này là gồm nước, tinh bột, khoai sọ, đạm, đậu nành, gia vị chay, chích từ bắp 0,1%. Thì những sản phẩm mà chay giả mặn này á, thì cũng làm từ đồ thực vật thôi, nhưng mà họ chế biến, họ thêm vào những phụ gia, những chất tạo hương, chất tạo mùi để mà có hương vị, mùi vị giống như á, là đồ thịt cá. Cho nên nếu chúng ta ăn mà chúng ta còn tham, chúng ta dùng những sản phẩm này á, thì rất là có hại cho sức khỏe. Cho nên chúng ta ăn uống không nên chạy theo sự ngon miệng, tại vì chính cái lòng tham mà ăn ngon của chúng ta thì sẽ hại sức khỏe của chúng ta. Tốt nhất là chúng ta ăn uống thuần thiên nhiên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, quan trọng nhất là ngũ cốc nguyên hạt, là gạo lứt, thứ nhì là rau củ, rồi tới trái cây, quả trái cây. Cho nên người xưa có câu là bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất, hầu hết bệnh tật đều do từ đường ăn uống chúng ta mà ra. Cho nên để có một sức khỏe tốt thì chúng ta nên sống một lối sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ đúng giấc, ăn uống được theo lối dưỡng sinh là tốt nhất, là lối ăn uống thuận theo tự nhiên, thuận theo trật tự nguyên lý của vũ trụ nhất, để mà chúng ta có một sức khỏe dẻo dai bền bỉ theo thời gian mà không có sợ bệnh tật. Không rượu bia, thuốc lá, cà phê, những thức ăn, những đồ chế biến công nghiệp cũng tuyệt đối không nên dùng là tốt nhất. Rồi sống một lối sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ đúng giấc, không thức khuya, không ăn khuya, ngủ sớm dậy sớm. Nếu mà chúng ta duy trì như vậy được một lối sống lành mạnh như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có một sức khỏe dẻo dai bền bỉ theo thời gian mà không có sợ bệnh tật. Bởi vậy vua chúa thời xưa thường họ không có được một sức khỏe tốt và không có tuổi thọ cao là tại vì lối sống của họ không có thuận theo tự nhiên. Họ lo âu phiền muộn nhiều, ăn uống nhân hào hải vị nhiều mà lại ít vận động. Cho nên cái lối sống của họ như vậy thì chắc chắn họ sẽ không thể có một sức khỏe tốt được. Để có một sức khỏe tốt thì điều quan trọng đầu tiên là phải giữ cho tâm thanh tịnh, ít lo âu phiền muộn, ít suy nghĩ, ít tham muốn. Rồi thứ nhì là ăn uống giản dị theo lối dưỡng sinh. Thứ ba là rèn luyện thân thể. Kết hợp ba yếu tố đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt, bền bỉ, dẻo dai theo thời gian mà không có sợ bệnh tật. Trời thuận theo đất, đất thuận theo người, người thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Chúng ta cứ sống thuận theo tự nhiên, ăn uống ngủ nghỉ thuận theo tự nhiên, sống một lối sống lành mạnh thì chắc chắn chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt, bền bỉ, dẻo dai, trường thọ. Còn nếu mà chúng ta sống nghịch theo tự nhiên thì chắc chắn từ từ sức khỏe của chúng ta sẽ mất dần. Cho nên ăn uống mà thuần thực vật theo lối dưỡng sinh là cách ăn uống tốt nhất để chúng ta có một sức khỏe tốt. Vừa giúp chúng ta giảm cái lòng tham, tăng trưởng lòng từ bi bác ái, mà cái chuyện nấu ăn cũng đơn giản giản dị hơn, thôi dễ dàng hơn. Mà lâu dài chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn là chúng ta thích ăn ngon, tìm món ngon vật lạ, sơn hào hải vị này kia,
tìm thịt này cá nọ ăn chắc chắn là sẽ tiết kiệm hơn. Mà cái quan trọng nhất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Rồi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, an lành hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.